Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn muốn học về cách thiết kế video animation với Vyond như thế này, hãy đăng ký khóa học online của bọn mình nhé. Link đăng ký mình sẽ để ở phía dưới. Nếu như các bạn muốn đăng ký tài khoản Vyond dùng chung để tiết kiệm chi phí, hãy nhắn bọn mình nhé. Và hãy nhấn like và để lại bình luận cho bọn mình biết những điểm tốt và chưa tốt. Và hãy nhớ đăng ký kênh của bọn mình để cập nhật những hướng dẫn mới nhất về Vyond. Cảm ơn các bạn.